chị? Dạ, có thiên nhiên thì 270, còn có nuôi thì 270. À, thiên nhiên 270 hả? Dạ. Cái loại nhỏ nhỏ này là thiên nhiên hả? Lâu quá rồi mới thấy cá nào lại. Các loại chả cá. Củ hoa cà ớt. Dạ. Bán hết rồi. Cảm ơn cô.